Việc phẫu thuật thẩm mỹ đối với Giang thì Giang nghĩ cũng là một điều bình thường nếu mà các bạn muốn làm đẹp hơn. Tuy nhiên thì chúng mình không nên lạm dụng thôi. Ví dụ như Giang bây giờ đang sửa mũi, sau này nó sẽ không sửa cái gì hết nữa vì Giang đã hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình rồi. Nhưng mà mọi người cố gắng rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe, ăn uống healthy, bởi vì là cái việc ăn uống của mình nó tác động rất là nhiều đến cái vẻ ngoài và làn da cũng như là nhan sắc. Hiền Giang xin chào độc giả của Giang. Sorry mọi người vì ngày hôm nay thì giọng nói của Giang không được bình thường cho lắm. Nhưng mà không sao, Giang sẽ cố gắng giữ vị trí âm thanh thật đúng để nói chuyện với mọi người. Và mọi người thông cảm vì tình trạng sức khỏe của Giang ngày hôm nay nhé. Nhất là nhìn hình ảnh mà những người mà mặc đồ bộ mà đồ bộ đứng chợ luôn á, cái bãi mà nó bèo ăn đúng rồi đúng rồi, rồi xong đi ra ngoài đường, thậm chí có người đi xe máy chạy vòng ở ngoài đường, nó thấy là tự tin luôn mà không hiểu tại sao phải mặc bộ đồ để đi ra đường. Giang thì nghĩ là mỗi người có một quan điểm riêng, mình mỗi người có một lăng kính riêng ấy. Mỗi người có một lăng kính để nhìn cuộc sống. Đối với Giang thì Giang không bao giờ Giang nhận xét về ai quá nhiều. Giang ô bạn này xinh, ô bạn này đẹp, chỉ như vậy thôi. Bởi vì Giang nghĩ là khi mà bản thân mình đi ra đường, mình cảm thấy tự tin, mình không mặc những trang phục ở hang lối lăng là được. Giang nghĩ là không chỉ là những bạn trẻ đâu, mà còn ở mọi độ tuổi, ở mọi lứa tuổi, lúc nào mình cũng nên giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bên trong, bên ngoài để luôn luôn có được vẻ ngoài tự tin nhất và trở thành một phiên bản tốt nhất của mình. Giang không tức là sao nhở, việc phẫu thuật thẩm mỹ đối với Giang thì Giang nghĩ cũng là một điều bình thường nếu mà các bạn muốn làm đẹp hơn. Tuy nhiên thì chúng mình không nên lạm dụng thôi. Ví dụ như Giang bây giờ đang sửa mũi, sau này nó sẽ không sửa cái gì hết nữa vì nó hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình rồi. Nhưng mà mọi người cố gắng rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe, ăn uống healthy, bởi vì là cái việc ăn uống của mình nó tác động rất là nhiều đến cái vẻ ngoài và làn da cũng như là nhan sắc. Hy vọng là mọi người sẽ thấy sự chia sẻ của Giang có ích. Giang muốn đến với khán giả gần hơn, cho nên là Giang đã lựa chọn một dòng nhạc là ballad để comeback lần này. Đây là một dự án đầu tiên mở màn cho những dự án sắp tới của Gigi, Giang, và những dự án sau này sẽ là những sản phẩm mà Gigi tự sáng tác. Em nghĩ là những sản phẩm sắp tới sẽ mang dấu ấn của Gigi Hương Giang nhiều hơn, bởi vì đó là những bài hát về pop R&B phù hợp với khán giả trẻ bây giờ. Để mỗi ngày tràn đầy niềm vui thì các bạn hãy nhớ download app Tử Vi hàng ngày nha. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.